Xin chào anh em nhé. Hôm nay đồng hồ giờ quát chúng tôi lại review để giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ G-Shock vừa mới về tại hệ thống đồng hồ giờ quát của chúng tôi. Đây, thì trước mắt anh em, đây là một mẫu đồng hồ G-Shock vừa mới ra mắt luôn. Đấy, đây là một phiên bản G-Shock là có mã này GA2200M. Đấy, đây các bạn này. Đấy. Thì đây là một mẫu hoàn toàn mới của năm 2022, vừa mới ra mắt luôn, vừa mới cập bến tại cửa hàng chúng tôi. Đấy, thì gần như là đập hộp luôn đây, hộp của em nó đây. Thì như anh em biết rồi, đây là một chiếc hộp G-Shock. Đấy. Phiên bản là kiểu dạng vỏ như là vỏ cát, rất là đẹp luôn, màu ghi. Thì bình thường thì trong một chiếc hộp G-Shock thì anh em cũng nhìn thấy rồi. Đây, gồm có sách hướng dẫn này. Đấy, sách hướng dẫn này. Và đây, một chiếc hộp. Đấy, một chiếc hộp thiếc này. Đây, rất đẹp luôn. Đấy, một chiếc hộp thiếc. Cực kỳ sang chảnh. Đó, và vỏ giấy này. Hộp thì bao giờ cũng là có mã. Mã đi kèm với sản phẩm. Đấy, công bo luôn. Ngoài ra nữa thì là gồm có cả là túi giấy. Đây, có một chiếc túi đi sốc chính hãng. Đấy. Thì ok. Thì đây là tôi cũng giới thiệu qua để anh em nắm được là một sản phẩm nó gồm có những cái gì, nó đi theo những cái gì. Thì cũng giới thiệu với anh em mẫu GA2200 này. Đấy. Thì là gồm có ba màu. Một là màu màu đen này, màu đen là pha với ghi, cái ghi gọi là ghi trắng đấy. Đấy, điểm là màu xanh gọi là xanh hơi xanh lá một tí. Đấy, rồi là nút ắt chớt này, mốt này, tát này, reset này thì đều là màu chữ màu xanh. Đấy, để tôn lên cái vẻ đẹp của cái mẫu đồng hồ này. Thì mẫu đồng hồ này thì tôi đánh giá là nó khá mỏng anh em ạ, nó khá mỏng. Đấy, rất đẹp luôn. Về thiết kế thì anh em nhìn này, rất tinh tế luôn này, rất đẹp và trẻ trung. Đây là một phiên bản mà phát triển lên từ cái mẫu GA2000, mẫu carbon. Thì mẫu đồng hồ này thì anh em cũng nhìn đây, thì nó cũng có là cấu trúc carbon luôn. Đây, cấu trúc carbon nhá. Đây, vỏ này là gồm có cấu trúc carbon ở trong, chia lớp ở trong này. Đấy, thành thử ra là nó chống sốc rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Đấy, thì ở đây thì nó cũng gồm có 4 nút đây, có 4 nút điều chỉnh và nút đèn ở light ở dưới này. Đây, đèn này anh em này. Đấy. Đấy, đèn sáng quắc luôn. Đấy, về chức năng thì mọi cái thì cũng giống như những mẫu đồng hồ khác thôi. Nó cũng đều là gồm có là thứ ngày tháng, rồi là giờ thể thao, giờ đếm xuôi, giờ đếm ngược, rồi là báo thức, rất nhiều các chức năng khác nhau và các múi giờ quốc tế. Thì các chức năng của nó đều là như vậy. Đây thì đây là mặt sau của em nói anh em này. Đó. Mặt sau này. Rất sang luôn. Dây này, dây rất là đẹp luôn. Đấy. Cái dây này thì anh em có thể thay được nhá. Anh em có thể thay được đây này. Cái phần tháo dây này rất là dễ luôn. Chỉ cần là móc ngón tay vào đây, ta bẩy một phát là tháo được cái dây này. Ví dụ anh em không thích đeo cái dây màu này thì anh em mình có thể đổi màu, dây màu cam hoặc là dây màu đen thì mình đều có thể là đổi được. Hãng người ta có cái phần dây chờ này như cho anh em nhé, có màu khác cho anh em. Đấy, thì ở đây tôi cũng chưa có, nhưng mà là hãng người ta có cái phần dây này để cho anh em đổi được. Đấy, còn đây thì có tem chống giả của công ty Anh Khuê Quắt này, nhà phân phối đồng hồ Casio tại Việt Nam này. Thì ở đây giá bán của em nó thì cũng khá rẻ thôi, 4.417.000 anh em ạ. Đó, thì đây là cái tem chống giả này, đây là một cái tem mới chống giả của Anh Khuê Quắt. Đấy, vừa bảo hành luôn. Thì ở đây cái mặt sau của nó thì đây có cái phần cào cái lớp mã ở đây ra, cào cái lớp bạc này ra này. Thì anh em chỉ cần nhập cái link này vào cái đường link anh khoe watch.com này là anh em mình có thể là kích hoạt bảo hành luôn. Thì chế độ bảo hành của mẫu đồng hồ này đều là 5 năm anh em nhé, 5 năm luôn. Anh em thì chắc là chỉ chán thì bỏ đi, chứ còn đồng hồ chắc thì đã hỏng. Đấy, cực kỳ đẹp. Bây giờ tôi sẽ gấp lên tay cho anh em xem này. Đây anh em ơi, quá đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn này.
rất vừa tay luôn mà khá mỏng luôn anh em ạ, rất mỏng này. Nó chỉ mỏng, nó chỉ dày hơn cái dòng GBD một chút, GBD 200 một chút thôi, nó chỉ dày hơn một chút thôi. Chia thành hai lớp rất là đẹp luôn, tôi rất thích kiểu ở mẫu như này, này đeo rất khỏe luôn này. Anh em nào có cổ tay khoảng tầm từ 17, 18 trở lên là đeo rất đẹp, 16, 17, 18 là đeo cực kỳ đẹp luôn, dễ đeo, rất đẹp luôn, tha cực kỳ luôn. Đây em có thể quay gần vào để cho anh em nhìn này. Rất yêu luôn, mặt thiết kế rất là đẹp luôn này, rất nổi luôn. Phần kim được thiết kế màu trắng và nhọn đấy, và phần các chức năng ở cái vòng chỗ cọc số 9 giờ này rất là đẹp luôn này đấy. Và kim dây đấy, phần dây thì chạy bên dưới ô này đấy, nó gần như một cái quả tạ ấy, anh em nhìn thấy giống như một cái quả tạ, cái phần màn LCD này này, nó giống như một cái quả tạ rất là đẹp luôn. Đấy, ok. Đây phiên bản màu cam thì mọi cái cũng đều giống thôi anh em ạ, chỉ giống nhau, không khác gì cả. Chỉ khác cái là về cái kết cấu về chất liệu thì màu cam này rất là nổi. Anh em nào thích, ví dụ là bạn nào trẻ thích đeo một cái đồng hồ mà nổi một chút, sành điệu một chút thì tôi nghĩ đây là một mẫu không thể bỏ qua được. Vỏ được thiết kế cũng chia thành hai lớp đây. Đấy, cấu trúc carbon chia thành hai lớp cam và đen, cực kỳ sang chảnh luôn. Đó, đèn này cực kỳ chất luôn anh em ạ. Mẫu này tôi nói thật là đánh giá rất là cao. Trên mặt dial đây, trên mặt dial và viền benzen này đính 6 cái đinh đấy, để ép giữa hai cái mặt này với nhau đấy anh em ạ. 6 cái đinh này làm nổi bật hẳn mà khỏe hẳn cái mặt đồng hồ dial, cái mặt dial lên này cực kỳ đẹp nhé, sang. Màu cam ở bên trong này cực kỳ nổi này, quá nổi luôn. Đây tôi sẽ ướm bên tay cho anh em xem này. Này nổi chưa, ôi dồi ôi, sang chưa, quá đẹp luôn, quá chất luôn. Đây mặt sau đây anh em này, mặt sau của em nó đây, dây rất dày nhá, này phần dây rất dày luôn, dày tôi thấy dày hơn những cái dây bình thường, phần dây này rất là dày, dày dặn, cứng cáp, rất là cân đối luôn, này. Cực kỳ chất luôn, giá thì cũng vậy thôi, đều là 4.417.000 anh em ạ, rất yêu luôn. Rồi ta sẽ sang đến mẫu thứ ba. Đây trước mắt anh em, đây là một mẫu cuối cùng trong cái buổi review hôm nay. Thì mẫu này thì anh em nhìn thấy rồi, đây là một cái mẫu này rất đơn giản, đen toàn bộ luôn, mặt đen này, dây đen, vỏ đen, đấy, đầy đủ mọi cái đều đen xì hết. Đấy, ví dụ một bạn nào mà chỉ thích nó khỏe khoắn đơn giản thôi, ví dụ bạn nào là hoạt động trong một cái môi trường là khắc nghiệt một chút, tôi nghĩ đeo màu đen này rất là yêu này, rất tuyệt vời. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Rồi tôi ướm bên tay cho anh em xem nhé. Đây, ok. Rất ok luôn. Nếu mà để độ nổi thì không thể nổi bằng hai mẫu kia được, nhưng mà bạn nào mà thích nó trầm trầm một chút thì đây một mẫu này không thể bỏ qua này. Đấy, tôi cũng rất thích mẫu này. Đen toàn bộ luôn, mặt đen rồi là dây đen, vỏ đen, nổi 4 con ốc này lên, 6 con ốc này lên này, rất nổi luôn. Đó, thậm chí phần kim đen nhé, kim đen thì có mỗi là hai cái dạ quang này thì còn đấy thôi này. Đó. Đây đèn này. Đó, giá thì cũng vậy thôi, mẫu này rẻ hơn anh em ạ, mẫu này có 4.027.72.000 thôi này, rẻ hơn rất nhiều. Đấy, rẻ hơn được 4-500.000 anh em ạ. Đấy, mặt sau đây, mặt sau của em nó đây cũng đều chất liệu đều vậy hết anh em nhé, cấu trúc carbon mọi cái đầy đủ này, đó đều vậy thôi. Rồi trên ba mẫu này thì anh em
kết mẫu nào nhất thì hãy comment dưới video này để chúng tôi gửi hình ảnh và sản phẩm cho anh em xem nhá anh em nhá. Ví dụ chẳng hạn anh em có thắc mắc gì hoặc là có cần hỏi những cái gì thì anh em có thể là comment dưới video này hoặc là gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp các mọi thắc mắc cho anh em nhé. Thì hiện tại sản phẩm đang có mặt tại hệ thống đồng hồ giờ bắt chúng tôi đây anh em này, cái địa chỉ đây đấy, tại giờ Garden này và bên Mipec Long Biên đấy. Thì anh em có cần thì hãy gọi điện qua số hotline đây hoặc là số điện thoại trên màn hình để ủng hộ cho chúng tôi. Thì bây giờ thì tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Thì anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Thì thấy video này hay thì nhớ cũng đăng ký kênh, like và share, chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống tổng hồ của chúng tôi ngày càng phát triển nữa, cũng như là xem những cái video mới nhất đấy về review sản phẩm của chúng tôi trong thời gian tới anh em nhé. Thì bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.